Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ làm một cái video có tên là bỏ sót hàng thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, trong tay tôi là một cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp huyện về tuyên một cái bản án sơ thẩm và chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử ở bản án phúc thẩm. Trong cái hồ sơ thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái tình huống thực tế bỏ sót hàng thừa kế để quý vị và các bạn hiểu thêm trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này của ông A và bà B được cấp vào thời điểm 1995. Và như quý vị và các bạn biết đó, tại thời điểm năm 1995, do đặc tính của lịch sử là khi mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ có đứng tên có một người thôi. Đứng tên có một người. Nhưng thực tế đây là tài sản chung vợ chồng. Lý do tại sao tôi nói là đây là tài sản chung vợ chồng? Vì ông A và bà B kết hôn trước ngày 3 tháng 1 năm 1987, tức là hội luật hôn nhân và gia đình năm 86 có hiệu lực. Thì mặc dù là đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người, tuy nhiên các bạn biết không, thực tế đó là tài sản chung vợ chồng. Thì đến năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được cấp năm 1995, quý vị và các bạn ạ. Cấp vào ngày 15 tháng 3 năm 95. Thì đến ngày 1 tháng 1 năm 1997, cái người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chết. Thực tế thì tại thời điểm năm một ngày 1 tháng 1 năm 1997, đáng lẽ là cái thời điểm này khi ông A chết thì phải khai nhận di sản thừa kế của ông A. Tức là ông A có tổng cộng là 7 người con, quý vị và các bạn, 7 người con. Thì trong đó chia thêm cho vợ của ông nữa là 8. Vậy tổng cộng mỗi người bằng 1/16. Cách chia như thế này, quý vị và các bạn ạ. Đây là tài sản chung vợ chồng. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, ông A chết. Thì tại thời điểm ông A chết phát sinh thừa kế, 1/2 tài sản của ông A sẽ chia thừa kế. Nói về 1/2 tài sản của bà trước, thì bà có 1/2 cái tài sản. Còn 1/2 còn lại thì gồm có, tại thời điểm ông A chết thì gồm có vợ ông A và 7 người con của ông A, thì tổng cộng là 8 người. Tuy nhiên thì do cái việc mà tôi cho đó là cái lỗi khách quan thôi. Tại thời điểm Ủy ban Nhân dân cấp huyện không có xác định hàng thừa kế, dẫn đến cái việc rằng là bà mẹ đã tự mình, sau khi mà chồng mất thì đã hoàn thiện cái giấy tờ từ tên của ông A bà sang qua tên bà. Đó là một cái vấn đề. Như vậy trong cái thời điểm này là bỏ sót hàng thừa kế, quý vị và các bạn ạ. Đúng ra khi mà giấy được cấp năm 2000 thay đổi thì bà phải có một cái ý kiến hỏi các đồng thừa kế khác. Hôm nay tôi nói về vấn đề đó. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện, cấp huyện đã trả lời rằng, quý vị biết bạn trả lời như thế nào không? Quý vị, là việc định đoạt toàn bộ tài sản mà không có sự đồng ý của các đồng thừa kế là trái với quy định của pháp luật. Vì vậy thì cái phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là trong cái quá trình hành nghề tôi không dưới 10 lần để chỉ ra những cái điều, những cái khoản mà sau khi hoàn tất cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên đương sự đã tranh chấp, và tôi cũng đã chỉ cho khách hàng của mình
trong trường hợp bỏ sót hàng thừa kế, và cũng như trong trường hợp cái quý luật sư thẩm phán cũng đã có những cái trường hợp bỏ sót hàng thừa kế. Và như vậy khi quy trình, các bạn nhé, quy trình từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995, mà sau khi một ông chồng mất thì qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2001 bắt buộc phải có ghi nhận của hàng thừa kế thứ nhất. Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm ba: mẹ, vợ, con ruột, con nuôi của người để lại di sản. Thì trong các cái cách mà cái hồ sơ này thì tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn. Ông A khi ông chết, ông ở tuổi tuổi là khoảng 80 gì đó, thì ba ông đã chết trước ông, mẹ ông cũng đã chết trước ông, vợ ông tại thời điểm đó phát sinh thừa kế, một suất thừa kế, và ông có toàn bộ là 7 người con. Quý vị và các bạn ạ, 7 người con. Vậy như vậy hàng thừa kế của ông là 8 người. 8 người quý vị và các bạn. Vậy thì một tài sản này mặc dù là đứng tên ông A, nhưng thực tế đây là tài sản chung vợ chồng. Mà quý vị và các bạn biết rồi, tài sản chung vợ chồng là tài sản chung hợp nhất, không thể chia. Mình có thể chia theo mang một cái tính chất ước lượng. Ví dụ quy ra giá trị của quyền sử dụng đất này là 100 đồng thì vợ 50 đồng, chồng 50 đồng. Như vậy khi bà vợ còn sống đã không thông qua ý kiến của 7 người con mà lập một cái văn bản từ tên của ông A sang tên của bà là bỏ sót hàng thừa kế. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của 7 người con còn lại. Dĩ nhiên mỗi người con được một suất thừa kế. Có những cái cơ bản để quý vị và các bạn hiểu thêm về bản chất của luật thừa kế. Và cũng nói cho quý vị và các bạn, nếu gia đình quý vị và các bạn có ba mẹ, những người có tài sản phát sinh thừa kế, thì quý vị và các bạn cũng tính bằng cách này. Tại thời điểm một người đó chết, người đó có tài sản thì những hàng thừa kế của họ được hưởng, và mỗi người được một suất thừa kế bằng nhau. Trong trường hợp không có ý kiến của những người đồng thừa kế thì sẽ ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó sẽ không ổn. Thưa quý vị và các bạn, tôi còn nhớ trong cái thực tiễn hành nghề có một cái hồ sơ như thế này. Gia đình thì có khoảng, cứ cho là 10 người con đi, thì sau khi mà mẹ mất thì các anh chị em mới thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Thì đúng ra gia đình có 10 người con thì phải có 10 người này đồng ý như thế nào đó để mà ký tên bên văn bản. Thì thực tế cái biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì có, nhưng thực tế có 8 người ký. Và sau khi hồ sơ đã hoàn tất, tôi cứ cho là 5 năm đi, thì một trong cái các bên đó đã phát sinh tranh chấp, và như vậy dẫn đến rất là đáng tiếc là bỏ sót hàng thừa kế, dẫn đến cái chuyện là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy. Quý vị và các bạn ạ, trở về vị trí ban đầu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông A và bà B, và tài sản sẽ được các bên thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện đến tòa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cũng có một vài cá nhân cũng có cái nhà ý gửi một số đất đai để mà họ bán thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý vị và các bạn là những người dân Củ Chi thì quý vị và các bạn có nhu cầu nhận chuyển nhượng hay là mua một cái căn nhà để ở, hoặc là quý vị và các bạn là những người đầu tư kinh doanh về nhà đất thì quý vị cũng có thể liếc sơ qua và giới thiệu cho những người khác. Đó cũng là một cái thông điệp của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cho đến giờ phút này.
hy vọng trong cái chuỗi dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ để một cái playlist riêng về vấn đề khai nhận di sản thừa kế, là di chúc, là thừa kế, là bỏ sót hàng thừa kế và những cái vấn đề khác nữa. Thú thật quý vị và các bạn, vài ngày nay thì tôi cũng bị bệnh cho nên không có đủ cái thời gian để mà chăm chút trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, quý vị và thông cảm. Nếu quý vị và các bạn cứ gọi trong cái khung giờ từ 8 giờ tới 9 giờ gặp được luật sư Thu thì chúng ta sẽ nói chuyện. Còn nếu như trong trường hợp không gặp ở giờ đó thì có thể là do chúng ta không có duyên, vì một cái lượng hồ sơ với một cái tính chất cá nhân thì luật sư không thể nào có thể là đảm đương hết nổi. Thì thôi cứ chờ vào duyên vậy. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và hy vọng sẽ kết nối được với quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.